Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác xây dựng đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Hội thi được chuẩn bị chu đáo từ cấp huyện đến cấp tỉnh, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả thiết thực. Thời gian tổ chức hội thi, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy hoàn thành việc tổ chức hội thi trước ngày 10 tháng 7 năm 2022. 25 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy sẽ tham gia hội thi cấp tỉnh. Hội thi cấp tỉnh sẽ được tổ chức trong 2 ngày, vào đầu tháng 10 năm 2022 với hình thức thi tập trung có kết nối trực tuyến với các huyện thành phố để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi cổ vũ. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 3 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022, Quỹ vì người nghèo của tỉnh tiếp nhận trên 11,5 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ này, hàng trăm hộ nghèo đã được hỗ trợ sửa chữa xây dựng nhà ở mới, hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Từ nguồn quỹ vận động được, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phân bổ gần 8 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ xây dựng 203 nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng một nhà văn hóa trị giá 300 triệu đồng tại xóm Háng Thoang, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, hỗ trợ cho chương trình nồi cháo dinh dưỡng suất cơm tình thương cho bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 30 triệu đồng, hỗ trợ 10 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Phục hồi chức năng và Giáo dục Hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng đón Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Hỗ trợ 5 triệu đồng, tặng 10 suất quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, các tổ chức chính trị xã hội, gửi thư ngỏ và tổ chức phát động tuần lễ gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo để tạo nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, Cục Quản lý Thị trường đã kiểm tra 119 lượt tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh, phát hiện xử phạt 58 vụ vi phạm hành chính. Trong đó có 6 vụ buôn lậu, 3 vụ vi phạm về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, 26 vụ vi phạm về không niêm yết giá, 4 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, 19 vụ vi phạm đầu tư kinh doanh và các vi phạm khác. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 175 triệu đồng. Trị giá hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu trên 50 triệu đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy hoặc biện pháp khác trên 32 triệu đồng. Thời gian tới, Cục Quản lý Thị trường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn, kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa trái phép, sản xuất buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp đã ký với các đơn vị, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, ký cam kết về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Từ đầu năm đến nay, Agribank thành phố Cao Bằng đã triển khai các giải pháp hoạt động kinh doanh trọng tâm nhằm đạt các chỉ tiêu đề ra, trong đó tổng nguồn vốn huy động từ các tổ chức cá nhân đạt gần 2.500 tỷ đồng, doanh số cho vay đạt trên 832 tỷ đồng, tổng dư nợ đến hết tháng đạt gần 850 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước 50 tỷ đồng, với hơn 2.000 khách hàng vay vốn. Về nguồn vốn cho vay, bên cạnh các chính sách hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Agribank thành phố Cao Bằng đã triển khai các gói cho vay ưu đãi đến với các đối tượng khách hàng là hộ kinh doanh, doanh nghiệp, cá nhân với mức lãi suất ưu đãi cạnh tranh, đồng thời triển khai mạnh mẽ gói hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Về phát triển sản phẩm dịch vụ, Agribank thành phố luôn chú trọng tập trung nguồn lực cho công nghệ thông tin với hơn 200 sản phẩm tiện ích cung cấp cho khách hàng như sản phẩm thẻ ATM, SNS Banking,
e-mobile banking, trả lương qua tài khoản, thu hộ tiền nước, tiền điện thoại, thanh toán quốc tế. Hiện nay, Agribank chi nhánh thành phố là ngân hàng duy nhất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sử dụng máy CDM, ATM đa chức năng giúp khách hàng có thể trực tiếp gửi tiền mặt vào tài khoản và mở tài khoản tiền gửi trực tuyến, gửi tiền tiết kiệm tại máy CDM thời gian 24/7 mà không cần trực tiếp đến tại quầy giao dịch như trước đây. Sau hơn một năm đưa vào sử dụng, máy CDM đã có gần 12.000 lượt giao dịch với tổng số tiền nộp gần 150 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Agribank thành phố Cao Bằng tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng, tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, vận dụng linh hoạt miễn giảm phí thanh toán trong nước để đẩy mạnh triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, bám sát tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương để tăng trưởng dư nợ phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu dư nợ tín dụng theo kế hoạch đã đề ra. Sản xuất nông lâm nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, bằng những giải pháp ứng phó kịp thời, ngành nông nghiệp cơ bản đạt nhiều kết quả khá. Một số chỉ tiêu của ngành nông nghiệp như sản lượng lương thực có hạt, sản lượng cây lâu năm đã thực hiện vượt so với cùng kỳ năm trước. Vụ đông xuân năm 2022, toàn tỉnh gieo trồng được gần 38.000 ha, tăng 264 ha so với năm trước. Diện tích tăng chủ yếu ở cây lúa, thuốc lá và cây hàng năm khác như cây ớt, gừng, nghệ, cỏ voi. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân năm 2022 ước đạt 125.228 tấn, tăng 0,13% so với cùng vụ năm trước và tăng 4,93% so với kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa đông xuân gieo trồng được 3.712 ha, tăng 79 ha so với cùng kỳ năm trước. Diện tích tăng chủ yếu ở các huyện Thạch An, Hòa An, Bảo Lâm, năng suất bình quân ước đạt 51,7 tạ trên ha, sản lượng ước đạt 19.188 tấn. Cây ngô trồng được 25.802 ha, năng suất ước đạt 41,08 tạ trên ha. Do đầu vụ thời tiết rất đậm rất hại kéo dài, mưa nhiều nên khó khăn trong khâu làm đất, vì vậy diện tích cây ngô giảm so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, một số cây trồng khác như cây thuốc lá so với cùng kỳ năm trước diện tích tăng 237 ha, chủ yếu ở các huyện Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình. Năng suất ước đạt 25,51 tạ trên ha. Cây đậu tương trồng được 500 ha, cây lạc sản lượng ước đạt 353 tấn, đạt gần 93% so với kế hoạch. Riêng trong tháng 6, sản xuất nông nghiệp chủ yếu là chăm sóc và thu hoạch một số cây trồng chính vụ đông xuân, đồng thời làm đất gieo mạ cấy lúa vụ mùa. Ước tính đến nay, toàn tỉnh thu hoạch được trên 27 ha lúa đông xuân, sản lượng ước đạt 111 tấn, ngô thu hoạch được 6.117 ha, thuốc lá thu hoạch được trên 3.225 ha. Ngoài ra, các loại cây lâu năm được đánh giá sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, diện tích cây lâu năm trên địa bàn tỉnh chủ yếu được bà con trồng phân tán, mang tính tự cung tự cấp, chưa hình thành vùng nguyên liệu trồng tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Những năm gần đây, các huyện đã lựa chọn ra những cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng để trồng tập trung như cam, quýt trồng nhiều ở Trùng Khánh, Hạ Lang, thanh long tập trung ở Nguyên Bình, Hòa An, thành phố, cây lê được trồng chủ yếu ở Thạch An và một số loại cây có giá trị kinh tế cao đang được đưa vào trồng thử nghiệm như mắc ca, hồ đào, sâm. Ước tính tổng diện tích các loại cây lâu năm hiện có là 9.123 ha, tăng 13,29% so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp và các địa phương tiếp tục chăm sóc phòng trừ sâu bệnh và đẩy nhanh tiến độ thu hoạch các cây trồng vụ đông xuân, đồng thời khuyến khích hướng dẫn bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng năng suất, chất lượng và chuẩn bị đầy đủ vật tư phục vụ cho vụ mùa sắp tới. Tối mùng 2 tháng 7 tại Nhà Văn hóa Trung tâm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Nhà hát Tuổi Trẻ tổ chức chương trình nghệ thuật ca múa nhạc kịch. Chương trình ca nhạc hài kịch với chủ đề Thử thách tình yêu gồm các tiết mục ca múa nhạc kịch trẻ trung sôi động với những nhạc phẩm trữ tình, dân gian đương đại đang được công chúng mến mộ do các diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ biểu diễn. Chương trình tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và nhân dân Cao Bằng thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục ấn tượng, mang đến những giây phút thư giãn, vui vẻ, sảng khoái. Được biết, đoàn sẽ tiếp tục biểu diễn phục vụ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 3 tháng 7 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc lên 95.617 trường hợp, trong đó có 95.064 trường hợp ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh, 551 trường hợp mắc ghi nhận đi từ các tỉnh, thành phố trong nước trở về tỉnh Cao Bằng,
2 trường hợp là công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc. Trong số 6 trường hợp mắc mới, cụ thể, thành phố Cao Bằng ghi nhận 3 trường hợp, huyện Yên Bình 2 trường hợp, huyện Trùng Khánh 1 trường hợp, các huyện còn lại không ghi nhận ca mắc mới. Có 10 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh, 68 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định, 4 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi bệnh lên 95.477 trường hợp. Đến nay, tổng số tử vong do COVID-19 là 59 trường hợp. Về công tác xét nghiệm, tỉnh đã lấy 565.082 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19. Trong đó, xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 153.823 mẫu, test nhanh tổng cộng 411.259 mẫu. Theo Bộ Y tế, đến ngày 2 tháng 7, cả nước có 730 ca mắc COVID-19, giảm gần 200 ca so với ngày trước đó. Trong ngày, số khỏi bệnh gấp gần 14 lần số mắc mới, tiếp tục không có F0 tử vong. Tổng số người mắc COVID-19 đã khỏi ở nước ta là 9.699.357 ca. Trong số các bệnh nhân đang theo dõi, giám sát và điều trị, số bệnh nhân đang thở oxy là 30 ca, gồm thở oxy qua mặt nạ 22 ca, thở oxy dòng cao 5 ca, thở máy không xâm lấn 0 ca, thở máy xâm lấn 3 ca, ECMO 0 ca. Cũng theo Bộ Y tế, trong tháng 6 vừa qua, số mắc COVID-19 trong nước chững lại ở khoảng 600-800 ca mắc mới trong một ngày. Số trường hợp nặng tử vong tiếp tục giảm. Trong 30 ngày qua, tỷ lệ chết trên số mắc là 0,02%, trong đó số mắc giảm 4,5 lần và số tử vong giảm 10 lần so với tháng trước đó. Do vậy, hệ thống giám sát đáp ứng phòng chống dịch từ trung ương đến địa phương cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới của COVID-19, chủ động có giải pháp ứng phó với các dịch bệnh mới phát sinh, ngăn chặn kiểm soát ngay tại cửa khẩu, không để xâm nhập vào nước ta, tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đặc biệt đảm bảo tiến độ tiêm đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, tiếp tục đảm bảo năng lực thu dung, điều trị, chủ động sẵn sàng các biện pháp phòng chống dịch theo diễn biến dịch bệnh trên địa bàn nhằm phát hiện sớm, điều trị sớm, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển biến nặng, tử vong, tăng cường năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở. Từ ngày 1 đến 3 tháng 7 năm 2022, huyện Hòa An đã tổ chức các môn thi đấu, các môn thể thao gồm bóng đá, bóng bàn, cờ tướng, đẩy gậy. Đây là các nội dung thi đấu đợt 1 của Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ 9 năm 2022. Theo kế hoạch, Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hòa An lần thứ 9 năm 2022 sẽ khai mạc vào ngày 10 tháng 7 năm 2022 và thi đấu 8 môn thể thao. Đến nay, huyện đã tổ chức thi đấu được 4 môn gồm bóng đá, bóng bàn, cờ tướng, đẩy gậy với sự tham gia của 300 vận động viên thuộc 15 xã thị trấn, khối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn. Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện cũng đã đảm bảo tốt về cơ sở vật chất, công tác chuyên môn, trọng tài và công tác phòng chống dịch COVID-19. Với tinh thần đoàn kết trung thực và thi đấu hết mình để giành thành tích cao, các vận động viên của các đội đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu gay cấn, hấp dẫn. Kết quả, ban tổ chức đã trao 51 giải cá nhân cho các vận động viên và 15 giải đồng đội cho các đoàn đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Thưa quý vị và các bạn, vụ mùa năm nay, huyện Hà Quảng có kế hoạch gieo cấy 2.522 ha lúa, phấn đấu năng suất đạt trên 41,1 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt trên 11.122 tấn, diện tích ngô 412 ha, phấn đấu năng suất đạt 23,4 tạ trên 1 ha, sản lượng trên 962,5 tấn. Thời điểm hiện nay, các đơn vị cung ứng và nhân dân đang tích cực chuẩn bị vật tư để đảm bảo sản xuất vụ mùa đạt kế hoạch đề ra. Để kịp thời cung ứng vật tư nông nghiệp cho bà con nhân dân sản xuất vụ mùa, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, các cửa hàng vật tư nông nghiệp huyện đã nhập về trên 143,754 tấn phân bón các loại và trên 37.480 kg giống lúa, 7.093 giống ngô. Trong giai đoạn hiện nay, bà con tập trung làm đất và vệ sinh đồng ruộng ngay sau khi thu hoạch lúa xuân. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,
Đồng thời, để tránh tình trạng mua nhầm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, nâng cao cảnh giác, không nên chọn mua các loại vật tư không ghi cụ thể nơi sản xuất, hàm lượng dinh dưỡng trên bao bì. Đặc biệt, khi nghi ngờ hoặc phát hiện các đối tượng bán phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật không có nguồn gốc xuất xứ, bà con cần thông tin ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chú trọng nâng cao trình độ cho đội ngũ y bác sĩ, khai thác hiệu quả thiết bị học hiện đại trong khám chữa bệnh, phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh nặng. Trong đó, việc áp dụng kỹ thuật mới thay khớp háng bán phần và toàn phần đã giảm bớt chi phí, thời gian cho bệnh nhân. Hàng năm, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận nhiều bệnh nhân có các bệnh lý liên quan đến xương khớp cần phải chỉnh hình thay thế. Nhiều trường hợp nặng phải chuyển tuyến do trình độ kỹ thuật, thiết bị công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu, gây tốn kém chi phí và thời gian cho người bệnh trong quá trình điều trị. Từ năm 2020, khoa đã xây dựng giải pháp áp dụng kỹ thuật mới thay khớp háng bán phần và toàn phần do bác sĩ Bế Ích Hiến, phó trưởng khoa làm chủ đề tài. Thay khớp háng toàn phần và bán phần, còn gọi là thay khớp nhân tạo, được xem là phương pháp phẫu thuật nhằm giúp điều trị các bệnh lý khớp háng mà tất cả những phương pháp điều trị khác không mang lại hiệu quả. Thông thường, việc phẫu thuật thay khớp háng sẽ giúp giảm cơn đau cho người bệnh, vận động khớp háng cũng được cải thiện để người bệnh trở lại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Sau khi áp dụng phương pháp mới trong phẫu thuật, đến nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã mổ thành công 48 ca bệnh. Qua đánh giá, sau phẫu thuật sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt, vận động đi lại bình thường. Trước đợt 2016 mổ Việt Đức là so đợt này là giảm chi phí rất nhiều. Đợt trước là 120 triệu, bây giờ có hết 30 triệu thì giảm chi phí đi lại cũng đỡ nhiều, đỡ cho gia đình nhiều. Vất vả người nhà đi phục vụ đi lại nữa. Bây giờ tôi mổ xong vừa được 3 ngày là bây giờ ngồi dậy được rồi, cử động được rồi. Vâng, trước khi vào viện là tôi chưa bước được. Trước khi vào viện là còn nằm liệt, tức là về sau thì y bác sĩ chữa dần dần thì bây giờ đã thay đổi. Phẫu thuật thay khớp háng là hướng điều trị giúp cải thiện các vấn đề về xương khớp có liên quan trực tiếp đến hệ thống khớp háng. Đây là một trong những khớp quan trọng, phức tạp, nằm sâu bên trong cơ thể. Đối với các bệnh nhân mắc bệnh không được điều trị kịp thời, sẽ gây ra những di chứng như khó vận động, nặng là dẫn đến liệt và tàn phế. Sau khi tôi đã thực hiện được tại bệnh viện tỉnh này thì đã giúp cho những cái bệnh nhân mà có điều kiện và điều kiện khó khăn thì đã giảm được cái chi phí. Thứ nhất là về chi phí vận chuyển, chi phí đi lại, ăn ở và những cái chi phí về cái dụng cụ của cái thay khớp thì đã giảm đi đáng kể so với tuyến của trung ương. Qua cái đề tài này thì trong bước đầu thì đã có những cái tiến triển rất là rõ rệt. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật và tất cả cũng phổ cập cho tất cả các bác sĩ trong khoa, tất cả các bác sĩ đều có thể thực hiện được, chứ không phải hiện tại là một mình tôi đang làm. Và tiến tới chúng tôi sẽ phổ cập đến các bác sĩ cùng nhau có thể tiến hành được cái kỹ thuật này. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng còn có thể còn một số kỹ thuật mới nữa chúng tôi sẽ tiến hành tiếp theo để cho giảm chi phí cho bệnh nhân và phục vụ cho người bệnh của tỉnh nhà được tốt hơn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn khuyến khích động viên cán bộ y bác sĩ phát huy sáng tạo, xây dựng các đề tài giải pháp hữu ích. Từ năm 2020 đến nay đã có 59 đề tài sáng kiến nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được công nhận. Trong đó trên 10 sáng kiến, giải pháp áp dụng kỹ thuật tiên tiến được vận dụng vào thực tế hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh. 6 tháng đầu năm 2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã khám gần 42.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú trên 7.500 bệnh nhân, điều trị ngoại trú hơn 5.000 lượt bệnh nhân, phẫu thuật 1.499 ca. Đặc biệt, bệnh viện đã thực hiện tốt việc chăm sóc điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, hoạt động tín dụng chính sách xã hội huyện Hạ Lang có nhiều kết quả tích cực. Các nguồn vốn vay đáp ứng kịp thời nhu cầu và được sử dụng đảm bảo đúng mục đích, đem lại hiệu quả, góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Gia đình chị La Thị Liên, xóm Nà Đắng, xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, thuộc diện hộ nghèo. Hai vợ chồng không có công việc ổn định, nuôi hai con ăn học, thu nhập hàng ngày dựa vào đồng ruộng. Năm 2017, chị mạnh dạn vay vốn tín dụng chính sách với tổng số tiền 80 triệu đồng để phát triển chăn nuôi. Từ nguồn vốn vay, chị mua hai con trâu sinh sản, sau đó tiếp tục mua lợn nái, chăn nuôi lợn thịt. Với việc đầu tư vốn hiệu quả, gia đình chị đã có nguồn thu nhập ổn định, chăm lo cho các con ăn học và tích góp dần để trả nợ. Mấy năm trước, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo khó khăn, được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay, tạo điều kiện cho vay. Về tôi đầu năm 2017 tôi vay ngân hàng 80 triệu về chăn nuôi, mua được hai con trâu. Sau 5 năm đẻ ra được hai con nghé. Xong bây giờ hiện tại bây giờ là được có 3 con. Thì con to thì năm ngoái bán đi một con rồi. Xong rồi cái tiền mua trâu còn dôi một ít thì mua lợn, mua một con lợn nái và có mấy con lợn thịt bây giờ. Mua về con lợn nái về thì bây giờ được cũng thấy tốt, trong ngày năm nào cũng được hai lứa lợn. Từ cái lúc vay tiền về phát triển kinh tế thì mỗi năm gia đình cũng thu nhập khoảng 40 triệu một năm. Đấy. Bây giờ cũng có công việc để có lợn, có trâu nuôi rồi thì cũng đỡ một ít rồi. Đấy. Không khó khăn như mấy năm trước. Sắp nhập từ xã Việt Chu và Thái Đức Cũ, Thống Nhất là xã biên giới có 36,51% hộ nghèo và 14,77% hộ cận nghèo. Nhằm tận dụng hiệu quả nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cấp ủy chính quyền xã luôn quan tâm công tác tín dụng chính sách, tích cực đôn đốc các ngành, ủy ban mặt trận Tổ quốc, đơn vị nhận ủy thác của xã triển khai thực hiện các chủ trương chính sách tín dụng xã hội trên địa bàn từ công tác tuyên truyền vận động, điều tra, rà soát các đối tượng chính sách theo quy định, bình xét cho vay, kiểm tra, giám sát, đôn đốc xử lý thu hồi nợ xấu. Do đó, nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả. Toàn xã hiện nay có 310 hộ còn dư nợ với 10 chương trình cho vay. Thì đối với cấp ủy đảng chính quyền, phối hợp công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân là vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích. Từ những cái kết quả công tác phối hợp đó, thì các hộ gia đình là có cái sự đầu tư cơ sở vật chất, sự đầu tư về phát triển kinh tế làm hiệu quả và xóa được đói, giảm nhập nghèo, góp phần phát triển kinh tế của xã nhà ngày càng một đi lên. Trong thời gian tới, chúng tôi thì cùng phối hợp với các tổ chức, hội đoàn thể và các xóm sẽ lồng ghép những cái văn bản, những cái chủ trương, những cái quy định của Đảng về công tác cho vay vốn tín dụng để bà con ngày càng hưởng ứng cái nguồn lực của nhà nước, góp phần công tác xóa đói giảm nghèo hộ gia đình và góp phần cho quê hương ngày càng phát triển. Để phát huy được hiệu quả vốn vay, nâng cao chất lượng tín dụng, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hạ Lang đã chú trọng thực hiện đúng các quy trình cho vay theo quy định, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại 13 trên 13 xã. 5 tháng đầu năm, Phòng Giao dịch huyện có tổng nguồn vốn trên 167,2 tỷ đồng, tăng trên 20,9 tỷ so với cuối năm 2021. Doanh số cho vay đạt trên 37,5 tỷ đồng với 610 lượt khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng tăng trưởng 14,6%, cơ bản các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tốt. Các tổ chức hội nhận ủy thác cho vay đã phối hợp triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn đến đúng đối tượng. Ngay từ đầu năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hạ Lang đã thực hiện và họp thông qua cơ quan đơn vị đã chỉ đạo cán bộ phòng giao dịch là thực hiện phối hợp với các hội đoàn thể các cấp thực hiện công tác là xây dựng chương trình kiểm tra giám sát gắn với thực tế và theo quy định của cấp trên thì để công tác vốn vay sử dụng có hiệu quả thì đã thực hiện là phải xây dựng từ năm về công tác kiểm tra sử dụng vốn vay, nhất là khâu thẩm định trước khi cho vay, làm sao mà khẳng định hộ vay mà phải đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời là việc cho vay nó phải phù hợp với điều kiện tình hình của từng địa phương, làm sao mục đích sử dụng vốn vay cho hiệu quả. Và nhất là Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hạ Lang đã tham mưu chương trình kiểm tra giám sát của các thành viên ban đại diện.
Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hạ Lang tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chương trình cho vay và nhiệm vụ được giao, quan tâm cho vay đối với các mô hình chuyển đổi theo chuỗi giá trị để thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tiếp tục thực hiện chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ về phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, đối chiếu, phân loại, đảm bảo vốn vay được sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, giúp người dân ổn định phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào phụ nữ vượt khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình được nhiều chị em ở vùng cao xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng tích cực hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều mô hình chăn nuôi tổng hợp đã lan tỏa trong hội phụ nữ, tạo công ăn việc làm giúp phụ nữ nghèo vượt khó vươn lên. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên hội phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Đây là khu chăn nuôi tổng hợp quy mô hộ gia đình của chị Hoàng Thị Giang, xóm Nạm Nhũng, xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng. Khu chăn nuôi được chị xây dựng từ cuối năm 2021, sau hơn nửa năm hoạt động, đã bắt đầu có thu nhập. Hiện tại trong khu chăn nuôi vừa có bò sinh sản, lợn sinh sản và gần 30 con lợn thương phẩm. Quyết tâm thay đổi cách làm giàu và từng bước phát triển kinh tế gia đình bằng mô hình chăn nuôi tổng hợp cho thu nhập mức khá, chị Hoàng Thị Giang đã dần dần ổn định cuộc sống. Em thấy là từ việc là đúc kết, từ việc là học, mình cũng học nghề chăn nuôi ra thì mình cũng phát triển, muốn phát triển ngành nghề mình trước khi ra từng học ấy, thì cộng thêm phần là chị em phụ nữ ở trên đây phát triển chăn nuôi thế này thì em cũng có động lực hơn để đầu tư mở thêm cái chuồng trại này, nên là một phần là để cải thiện kinh tế, một phần là góp phần cho xã nhà mình kinh tế phát triển. Trước đây, chị Giang cũng như bao người phụ nữ ở vùng quê này, cuộc sống còn khó khăn, làm dẫy không đủ ăn, vẫn nghèo, vẫn đói. Ngoài trông vào ít đất dẫy thì chỉ biết đi làm thuê, đi làm công nhân ở các công ty để có thu nhập. Tuy nhiên, thời gian xa nhà không thể kèm cặp giáo dục được con cái. Với quyết tâm không thể thiếu thốn, đói nghèo mãi được, mà cần tìm hiểu, thay đổi phương thức sản xuất để có cuộc sống ổn định, con cái có điều kiện học hành tốt hơn, nên chị đã bàn với gia đình vay vốn để xây dựng khu chăn nuôi. Đặc điểm chung ở vùng núi cao Lục Khu chủ yếu là núi đá, ít diện tích canh tác, nên chị Giang đã tận dụng tất cả các sản phẩm nông sản như thân cây ngô, các loại cây rừng có thể dùng trong chăn nuôi để dùng làm thức ăn cho bò, lợn. Không ngại khó, ngại khổ, vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm. Dù hiện nay thị trường có nhiều biến động, nhưng phần thu từ chăn nuôi vẫn tương đối ổn định. Nhận thấy việc phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình chị Giang là một mô hình hiệu quả, phù hợp với chị em phụ nữ miền núi, Hội Phụ Nữ xã Lũng Nặm đã đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, giới thiệu đến hội viên phụ nữ trong xã. Phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ, nhiều chị em khác ở trong xóm cũng đã quay trở lại với chăn nuôi để phát triển kinh tế hộ. Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những chủ trương lớn mà toàn tỉnh hiện đang rất quan tâm. Hội Phụ Nữ xã Lũng Nặm đã đề xuất các chính sách hỗ trợ cho hội viên phụ nữ, trong đó chú trọng tập trung xây dựng nhiều mô hình giảm nghèo phù hợp với địa phương như mô hình chăn nuôi tổng hợp, nuôi lợn đen, nuôi bò vỗ béo. Trong thời gian vừa qua trên địa bàn xã thì cũng có nhiều cái mô hình chăn nuôi của chị em, đặc biệt là ở vùng cao cũng không có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nhưng chị em cũng đã tận dụng cái điều kiện tự nhiên của địa phương và cũng mạnh dạn vay vốn cái ngân hàng chính sách để chăn nuôi. Thì qua các mô hình cũng đã thực hiện, bước đầu cũng có hiệu quả, tăng thu nhập cho hộ gia đình và đời sống chị em cũng được cải thiện. Thì thông qua các mô hình cũng lan tỏa được, nhiều chị em học tập lẫn nhau để vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ thay đổi trong cách làm ăn, trong phát triển kinh tế hộ gia đình, mà cuộc sống của chị em vùng cao cũng từng bước có những đổi thay. Khi người phụ nữ ở các bản làng vùng cao có đóng góp vào kinh tế gia đình, cũng là một trong những yếu tố tác động tích cực đến việc nâng cao vị thế của người phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình và xã hội. Từ đó, các chị em có thêm điều kiện được quan tâm đầy đủ hơn về cả vật chất và tinh thần. Tự chủ kinh tế này ấy, thì thứ nhất là cũng làm cho chị em phụ nữ mình tự tin hơn. Thì cũng thấy là đấy, mình cũng không đi làm việc ngoài hay nào được, thì chị em mình cũng gọi là cũng có khả năng là làm được đấy công việc để kiếm ra thêm thu nhập cho gia đình.
từ những mô hình chăn nuôi tổng hợp của chị em vùng cao Lũng Nặm đã và đang dần dần thay đổi cuộc sống ở các bản làng theo hướng tích cực hơn. Bên cạnh đó, các chị em cũng cần chọn hướng đi đúng, phù hợp với khả năng và quan trọng là phải kiên trì, chịu khó, biết phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, không ngừng học hỏi kinh nghiệm của người đi trước để ngày càng phát triển và tiến bộ. Chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.